Chúng ta đến quầy xuất vé và chuẩn bị lên nhé bạn nhé. Cái dòng dọc này chạy các bạn này, hay không? Hai người ngồi đều ok cả, hoặc là một người. Đó, đơn giản các bạn, đấy. Lên rồi, vậy là chúng ta lên thôi. Ôi, ôi. Đó, rất thú vị các bạn ạ. Rất thú vị. Nó sẽ hơi sóc, hơi rung một tí chút đầu xíu thôi. Và bây giờ thì cái êm đềm cứ đi thẳng thôi. À, các bạn có hai cái hướng này. Cái đầu bên kia thì là du khách đang đi quay về, còn bên mình đang đi lên. Đấy. Một người ngồi cũng rất cẩn thận các bạn nhá, hết sức cẩn thận, bởi vì cái khoảng cách nó không cao lắm đâu, nhưng mà may có vấn đề gì nó rơi ra thì rất là nguy hiểm. Đấy, các bạn cũng rất là cẩn thận nhá. Bám vào cái thành thật chắc để chúng ta đi lên. Ở phía trên thì có hệ thống loa đài để có thể thông báo cũng như là nói cho du khách những cái điều quy định cũng như là những cái sự chú ý trong việc mà sử dụng cáp treo để ngắm núi Takao này. Những hàng cây cổ thụ rất là cao, to, lá vàng thì lá đỏ thì chen chúc nhau là đã xuất hiện rồi các bạn, rất đẹp. Các bạn thấy không? Đẹp chưa? Lúc đầu khi bắt đầu ngồi vào ghế thì nó hơi sốc một chút để nó vượt qua cái lúc chặng đầu tiên để rời khỏi cái nhà ga ấy, thì nó hơi sốc. Sau đó thì cũng rất là êm đềm. Cái độ cao của cái cáp treo này nó không quá cao so với mặt của cái mặt ngọn núi này, rất là cao, rất là bình thường thôi, vừa đủ, vừa tầm nhìn để các bạn có thể nhìn ngắm được cái độ cao cũng như là vị trí đẹp của cái ngọn núi Takao này. Một chiều đi lên chiều về của các bạn sẽ mất khoảng 1 sen các bạn nhá, 1 sen. Đi tàu leo núi thì cũng rất là thú vị đấy các bạn ạ. Các bạn thấy không? Mình đang ngồi đây rồi, đang ngồi ở trên cái ghế để có thể ngắm toàn bộ cảnh Takao trên bằng cái cáp treo này đi lên ngọn núi các bạn nhá. Đấy, mình thấy rất nhiều những cây lá vàng rất là đẹp, cả lá đỏ, lá vàng rất là đẹp chen chúc nhau. Các bạn có nhìn thấy không? Trong khung cảnh của chúng ta ở phía đằng sau kìa. Đấy, có những người đi lên, có những người đi về. Khung cảnh rất là tuyệt vời. Độ cao thì không quá cao đâu, không quá cao đâu. Đây các bạn nhìn này. Đấy, mặt đường thì cũng chỉ khoảng độ 1 mét thôi, chắc cao chỉ 1 mét thôi, 1 mét. Các bạn nếu mà đi đến đây ấy, các bạn lên đi từ một nhóm 2 người trở lên thì rất là vui. Như ngày hôm nay mình đi đưa các bạn đến tham quan để có thể ghi hình cho các bạn, cho nên chỉ có một mình thôi. Cũng thú vị, một mình cũng thú vị, cũng không phải là không thú vị đâu, rất thú vị các bạn ạ, không phải không thú vị. Nhưng mà nếu mà có 2 mình trở lên thì nó cũng rất là tuyệt đẹp, bởi vì trên này cái khung cảnh nó cũng rất là yên tĩnh, xe lạnh, mà có 2 người thì nó tuyệt vời luôn đấy các bạn ạ. Đấy, ok này, để chúng ta đi qua cái khu vực này là có cái hẻm núi này, cái hẻm núi các bạn nhìn. Đó, ở phía dưới thì họ có lưới thì chúng ta có thể có, ví dụ như là có bị nhỡ may chẳng hạn, gặp gì đó rơi xuống thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy, đang sửa sang ở phía dưới. Thấy không? Các cây lá đỏ chen chúc với những cây lá xanh, lá vàng rất đẹp. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ráo rất tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ được ngắm núi Phú Sĩ từ núi Takao này. Ngọn núi này cao 599 m và 1965 feet. Chúng ta sẽ lên đỉnh ngọn núi và được tham quan trải nghiệm. Đây là một trong những ngọn núi được mệnh danh là một trong những ngọn núi được đón nhiều du khách tản bộ, đi bộ ở trên khu vực Takao này nhất ở khu vực Tokyo, ở Nhật Bản là luôn, nhưng không phải nói được trên khu vực Tokyo. Ngọn núi này thanh bình, một trong những ngọn núi già. Đấy, nó đi qua những cái cầu lối ấy, nó sẽ sóc các bạn cảm nhận được luôn này. Đấy, các bạn có cảm nhận được không? Sóc kịch. Các bạn thông cảm nhé, có video nó có bị hơi sóc thì các bạn sẽ rất sức thông cảm. Để đi ở trên này các bạn không nên sử dụng các loại điện thoại hoặc là máy ảnh nhiều, nhỡ may trong trường hợp chúng ta bị rơi các bạn nhé. Khu vực này là khu vực rừng thông, cây thông thẳng tắp luôn các bạn này, cây thông thẳng tắp. Từ dưới lên trên cây thông thẳng tắp luôn. Đó. Những ai mà sợ độ cao thì cũng hơi nguy hiểm, các bạn cẩn thận nhé. Đấy, các bạn thấy không? Bắt đầu có cái tán cây này các bạn này, nhìn này. Những cái rừng cây thông cao vút trời luôn, thẳng tắp luôn, phải mấy chục mét các bạn ạ. Một cây thông này cao mấy chục mét luôn, cực kỳ cao luôn các bạn ạ. Chúng ta lên đến những cái khu độ cao rất là cao rồi. Có lẽ mình nghĩ khoảng hơn 300, đấy các bạn ạ, phải hơn 300 đấy. Một khoảng thời gian chúng ta đi mất khoảng từ 5 đến 10 phút là các bạn sẽ lên đỉnh núi, rút ngắn được thời gian các bạn leo núi. Bởi vì leo núi sẽ mất khoảng từ 1 tiếng cho đến gần 2 tiếng luôn các bạn ạ. Không thể nào mà đi nhanh được đâu, bởi vì lên núi mà rất là mệt. Nhưng cái là ở trong này thì núi rất là sạch sẽ, yên tĩnh. Độ sườn dốc cũng không quá cao đâu, nó cũng sườn và cứ theo đường mòn mà các bạn đi thôi. Nó sẽ có 6 phương thức để các bạn đi. Và ngày hôm nay thì mình lựa chọn cái việc đi cáp treo này là một trong những cái rất là thú vị. Đấy. Đây, khung cảnh ngoạn mục của phía sau các bạn này. Đây, phía sau các bạn này. Đấy, đây là phía đằng sau các bạn nhá. Ngọn núi này, Takao đằng sau đây các bạn, rất đẹp. Cáp treo mọi người cũng đang đi đằng sau kia. Những cây cổ thụ. Khu vực này là có khỉ đấy các bạn này. Đấy, khu vực này là bắt đầu có thể có khỉ đây. Đẹp, đẹp chưa các bạn, rất đẹp. Đây họ cũng cả chụp ảnh đấy các bạn này. Đẹp. Bắt đầu lên tầm trung rồi các bạn. Tầm trung thì nó sẽ bình thường, nó không dốc cao so với cái lúc vừa rồi chúng ta đi. Cái quãng với lúc vừa rồi là rất là hơi khấp khỉu và hơi thẳng. Là lúc cái quãng đường đấy mà đi bằng tàu điện ấy là cũng thót tim đấy các bạn, không phải đơn giản đâu. Nếu bạn nào mà sợ độ cao ấy là cũng thót tim đấy. Mình sẽ ghi hình cho các bạn chọn cái đường đi bằng cái lối bằng cáp treo này. Chúng ta sẽ không ngắt quãng video nhé các bạn nhé. Chúng ta cứ thẳng tắp mà chúng ta đi lên để các bạn cảm nhận được là cái cung đường nó như thế nào và đi ra làm sao. Nó sẽ hơi sóc một chút thì cái video nó sẽ hơi bị lung lắc, các bạn thông cảm. Đấy, nó sóc các bạn ạ, nó sóc, nó rung đấy. Nếu mà đi Takao mà vào ngày mưa thì nó không hợp lý lắm, thực sự là không hợp lý lắm với cái cáp treo này nó cũng không có mái che, cho nên là nếu như có bị mưa thì ưa hết các bạn ạ. Các bạn không còn là cách nào cả khác là chúng ta cứ ngồi chịu trận thôi, bởi vì ngồi im mà không nhúc nhích là hỏng, nhúc nhích là rơi xuống rồi chết. Vì nó không có cái sự bảo hộ, bảo chắn gì cả. Thứ nhất là họ có một cái dây thắt an toàn ở đây thì hợp lý hơn. Đây không có gì luôn đây các bạn này. Cái dây trơn trống à, trơn trông luôn, không có cái gì luôn, trống trơn luôn. Nó hơi giật ngang ngả nghiêng nghiêng về đằng sau thì chúng ta ngồi cũng đảm bảo an toàn, không có thể không bị rơi trước đằng trước. Nhưng mà nếu mà có cái dây để mà thắt dây an toàn ấy, thì có lẽ là hợp lý. Theo ý kiến riêng của mình nhá, nhưng mà có lẽ là họ cũng đã nghiên cứu rồi. Họ cũng đã nghiên cứu rồi. Ở phía dưới này thì toàn bộ là có hệ thống lưới bằng sắt, cho nên là có rơi xuống thì cũng không rơi xuống dưới vực được đâu mà sân no các bạn ạ. Chỉ rơi vào cái hệ thống lưới sắt này thôi. Những cây thông lá kim này cao thật, cao chút vút các bạn ạ. Vài chục mét một cây luôn chứ không phải nói đùa. Cao lắm các bạn ạ. Toàn cây cao thẳng tắp. Về cây thông vốn dĩ là nó phát triển theo chiều hướng thẳng đứng mà, theo hướng của mặt trời, chỗ nào có ánh sáng nó leo lên thẳng tắp. Những cây này mà làm nhà thì đúng là tuyệt đẹp luôn các bạn ạ, cao kinh khủng luôn các bạn. Đấy, già luôn. Đây, cho các bạn nhìn ngắm toàn bộ đằng sau nhé. Ok, chúng ta sắp đến cái địa điểm rồi, Mamonaku đây rồi các bạn ơi. Sắp đến đỉnh núi rồi các bạn. Chúng ta sẽ xuống ở đây nhá. Mamonaku đây rồi. Và từ đây chúng ta sẽ đi tản bộ trên đỉnh núi Takao này để có thể tham quan những ngôi chùa cổ kính của Takao-san và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu vực này các bạn nhé. Ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi theo hướng mũi tên. Ngày hôm nay có lẽ video hơi rung lắc, các bạn thông cảm nhé. Mình đã đến với đỉnh núi Takao đây rồi. Và từ đây thì cho các bạn sẽ được tham quan cũng như là chiêm ngưỡng toàn bộ khu vực khung cảnh ở phía xa xa là trung tâm của Tokyo. Takao-san, một ngọn núi hùng vĩ. Phía xa xa kia đó là Tokyo các bạn nha. Đấy các bạn, mình đang ở trên đỉnh núi Takao đây rồi. Và chặng đầu tiên chúng ta sẽ cùng đã khám phá cái khu vực cung đường đi lên từ Tokyo cho đến cái khu vực ngọn núi Takao này với nhà ga, đó là nhà ga cáp treo cũng như là nhà ga cái tàu điện để có thể đi lên đỉnh của khu vực Takao này. Chúng ta sẽ tạm dừng cái video này ở đây vì nó rất là dài. Mình sẽ cùng các bạn khám phá tiếp theo ở tại khu vực Takao này có gì, tham quan ở đâu, vui chơi cái gì, ăn cái gì ở đây các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, một nút đăng ký. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới một cái video tiếp theo để khám phá khu vực Takao này nhé. Ok, thân ái cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.